Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong kênh của Nhà Tốt thì có rất nhiều khách hàng hỏi là bên em không có những căn nhà nào thấp tầng, 1 tầng, 2 tầng hoặc 3 tầng mà không phải là 5 tầng à, bởi vì là mọi người bảo là không ở hết ý. Thì trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà diện tích 53,4m², thiết kế và xây dựng 2 tầng nhưng vẫn được 3 phòng ngủ quý vị ạ. Sổ hộ khẩu Hà Đông. Với căn nhà này thì thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m3, chiều dài của ngôi nhà 15,6m. Căn nhà này sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, cất kết sẵn, có hỗ trợ vay 4 ngân hàng với quý vị có nhu cầu, và giá bán hơn 2 tỷ một chút thôi mọi người ạ. Thiết kế của ngôi nhà 2 tầng xây mới, độc lập duy nhất một căn. Ưu điểm ngõ trước nhà được khoảng tầm hơn 2m. Và tiếp theo cách với lại có hai nhà là ra tới đường ô tô đi lại, đường ô tô tránh, gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Thiết kế của ngôi nhà tương đối là mới và diện tích rộng cho nên thiết kế khá là hợp lý. Và mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Với quý vị nào đang hợp hướng nhà Tây Bắc thì có thể tham khảo ngay ngôi nhà này. Nói chung là có 102 đấy mọi người ạ. Không có quá nhiều ngôi nhà ở trên kênh Nhà Tốt mà diện tích rộng mà lại xây 1 đến 2 tầng như quý vị mong muốn. Thiết kế của nó thì cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế 3 phòng ngủ mà công năng sử dụng vẫn là hợp lý, chỉ có 2 tầng duy nhất thì ra sao? Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người nhé. Với phần tầng 1 của ngôi nhà hoàn thiện xong hết, chỉnh chu đầy đủ cho quý vị. Về phần gạch lát nền, phần sơn, hệ thống trần thạch cao. Vị trí của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần bến xe Nghĩa, gần quốc lộ 6, gần Đại học Phenica, gần cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần ngã tư Lê Trọng Tấn. Vậy thì phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu ạ? Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi làm theo trục đường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh mọi người nhá, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân đổ ra, tương đối là hợp lý, giá bán hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, xây dựng chuẩn chỉnh cho quý vị. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, phần phòng khách của ngôi nhà tương đối là rộng. Ở đây thì cách có 1-2 nhà là ra tới đường ô tô tránh, chợ dân sinh. Ở cái ngõ này thì chỉ có 3 nhà sử dụng thôi mọi người nha. Mời quý vị theo em vào tiếp theo. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Như thế nào là tối ưu? Nếu như quý vị nào đang có những cái diện tích nhà 50-55m² mà chưa biết xây dựng thế nào, lại mong muốn là chỉ xây 1-2 tầng, thì quý vị có thể tham khảo video này của bên Nhà Tốt nhé. Đây là phần không gian phòng bếp, tủ bếp được thiết kế đầy đủ chỉnh chu cho quý vị. Ở đây, tủ bếp là thiết kế tủ gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ đi kèm rồi. Chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Điện lực EVN Hà Nội và nước sạch sử dụng nước sạch sông Đà. Với cái ngôi nhà này thì có bể ngầm 2 khối 8 và có một bồn nước chờ sẵn ở trên tầng là bồn 1 khối nữa mọi người nha. Máy bơm nước tự động sử dụng cho 2 tầng đều thử thoải mái. Đấy, cho nên là Ngọc Ánh luôn luôn tư vấn với quý khách hàng luôn là mọi người muốn trước khi đem xem nhà ấy, cứ gọi điện trực tiếp cho em để em xem cái nhu cầu, cái tầm tài chính, cái mong muốn của quý vị, xem khu nào là phù hợp, tầm tài chính nào là hợp lý và cái nhu cầu mong muốn của mọi người ra sao thì để em tư vấn cho quý vị tốt nhất. Tầng 1 ngoài phần phòng khách này, phòng bếp này thì ở đây tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ ạ. Với phòng ngủ ở tầng 1 này tương đối rộng, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài đây. Có hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. À, đây là phần tầng 1. Cửa sổ thoáng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa đây mọi người ạ, nhôm Việt Pháp. Đó. Và tầng 1 ngoài phần phòng khách này, phòng bếp này, một phòng ngủ này, thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Và đây là phần phòng vệ sinh của tầng 1 mọi người nha. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tự động lên trên 2 tầng sử dụng ở ngôi nhà. Nói chung thiết kế tương đối là hợp lý. Với diện tích rộng, công năng hài hòa cho một hộ gia đình vẫn sử dụng được 3 phòng ngủ.
Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 2 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc thì thiết kế là đá granite. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính của ngôi nhà thì chủ nhà đã lắp cho quý vị một vách CNC. Đây. Nói chung nhà có như thế nào thì quý vị đến xem là như vậy. Thông số nhà thì em đọc rất là chuẩn chỉnh cho quý vị để quý vị có thể tham khảo trước. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà và cũng là tầng cuối cùng nhé. Dạ vâng, Ngọc Ánh đang bước từ cầu thang lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ra sao nhỉ? Trên phía tầng 2 thì đầu tiên ở phần cạnh cầu thang là có một phòng vệ sinh nha mọi người. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ hết cho quý vị công năng sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng. Đầy đủ các thiết bị vệ sinh, bồn cầu này, sen tắm, lavabo, đầu chờ bình nóng lạnh. Đó. Và tiếp theo, tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau. Đây ạ, một phòng ngủ phía sau rất là thoáng, phòng nào cũng cửa sổ ánh sáng đầy đủ vào trong không gian phòng. Đấy, hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Rồi ạ, đây là một phòng riêng, phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng học tập của con cái, tùy mục đích công năng sử dụng nha mọi người. Tuy nhiên thì lên trên phía tầng 2 là đã có hai phòng riêng rồi. Vậy thì tại sao ngoài anh lại nói là có ba phòng ngủ thì ở đây? Ở đây còn một phòng ngủ nữa thôi quý vị. Đây còn một phòng ngủ nữa. Cửa sổ hướng sang bên ngoài rất là thoáng ở đây ạ. Vậy thì như vậy, diện tích 53,4m² hướng nhà Tây Bắc. Thiết kế 2 tầng 3 phòng ngủ. Nó là như thế đấy ạ. Cho nên là Ngọc Ánh chia sẻ là quý vị nào mà đang có những cái lô nhà 50-54m mà xây 2 tầng cảm thấy công năng không đáp ứng được thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Hoặc là quý vị nào chưa có đơn vị thi công thiết kế, chưa có đơn vị nào xây dựng thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà tốt, bởi vì nhà tốt có thể cung cấp và đáp ứng được cái nhu cầu đấy cho quý vị nhá. Phần còn lại, sân phơi. Đây, chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Tương đối là rộng, thoáng, phù hợp. Đây là khu vực để máy giặt. Còn đây là phần sân phơi nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tất cả những cái căn nhà mà có cái chuồng cọp tại thời điểm hiện tại đây quý vị có thể nhìn nhé. Thì ở đây chủ nhà đều thiết kế cho quý vị một cái ô để thoát hiểm. Đây rất là hợp lý. Đây mọi người ạ, đó. Cho nên là mọi người cứ nghĩ nhiều khi ấy, có những cái chi tiết nhỏ nhỏ này em không quay cho quý vị đâu. Nhưng mà sau cái vụ cháy ở chung cư mini ấy, thì đây sẽ là một cái điểm nhấn cho tất cả những cái ngôi nhà tại thời điểm hiện tại mà xây dựng thiết kế chuồng cọp thì phải có cửa thoát hiểm mọi người ạ. Và với cái ngôi nhà này thì em đã review rất là cụ thể và chắc chắn rồi. Thiết kế, review, chi tiết. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.